Dạ thưa, kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Giờ này buổi chiều cho nên là Tuyết lấy được 20 kg dâu nè. Giờ mình bán theo yêu cầu của bà con ở sớm nè. Dâu cái này nó qua mùa cho nên là dâu cái này mưa xuống nó ngọt thiệt. Ngọt. Đổ mưa xuống là nó ngọt à. Dâu cái này qua mùa cho nên nó giá nó hơi nới hơn lúc trước. Này 20.000 ký nè quý bà cô chú. Dâu Hà Châu nè. Nhà kia bằng dâu Hà Châu. Cái này chắc từ từ đi chị Hai ơi. Cái này chắc xài này chắc không hết rồi. Không xài một đi, đổ hết, đổ bán hết trên đổ nữa. Ừ, bán hết đi rồi mình đổ nữa. Ăn thử không? Ngọt. Cái này đổ mưa xuống là ngọt hả? Ngọt. Hồi sáng có thử nữa mà nó ngọt á. Từ từ đi. Hồi nãy ai hỏi mua dâu nữa nè. Đấy kìa, sớm nhà lá đó kìa. Rồi mua dâu nè, dâu mập lắm nè. Đỡ sớm nhà lá, nhà ngói gì ai mua lại nha. Bảo đây tao mua hết rồi không có ngồi đó. Họ ăn. Lại đang sinh không cho à. Dâu ngon quá. Hỏi nói mẫu hết xề luôn, tao hai bà nghỉ ăn luôn. Dạ Tuyết mời quý bà cô chú anh chị và các bạn nha, dùng dâu với Tuyết. Ngọt. Ngọt. Dâu mà mưa xuống là ngọt hả? Ngọt. Khỏi sợ chui. Ngọt. 2 kg không? 1 kg đi. Rồi. Phí hưởng. Nè, một mỡ này chị Hai, có vừa giặt nữa cho con trái. Còn mấy trái nữa. Một là hơi bự. Thứ em nó ưa dâu lắm nào, thấy nó hay không? Mới mới đây đâu rồi, bán mới đây mà. Thì đâu không biết đâu. Rồi đó căng giác giác chị hao cây luôn á. Quá cây luôn. Cái này nó mắc thì mình ăn đỡ đi mắc đi. Mà cái lúc mà nó vô mùa thì nó chua. Này chắc được rồi đó 1 kg đúng không? Gà nướng. Hộp gà nướng. Hộp gà nướng. Rồi, 2 bọc 40 ngàn. Rồi, cảm ơn luôn. Ngồi đợi mua được cái thôi hả? Đi về đó. Để à. Thôi. Sáng giờ không chịu về hả? Ừ. Ngồi. Muốn ăn rồi làm sao bây giờ? Phải đi ngồi hoài. Còn tính sáng mới bán. Sáng rồi. Thay tối rồi. Chậm hết. Bởi gì? Dạ con cảm ơn luôn. Còn nửa ký ta, nhiều ký ta. À 20. Chị hỏi chị đó mua dâu không chị? Chị chính. Chị đẹp á, mua dâu chị đẹp á. À đi lắm đồng tiền hả? Ờ, như vậy đó mình cười. Thấy chị nhìn nhanh ghê. Đó mình cần bốc. Vậy hả? Dạ, 2 cái cần bốc. Ừ. Mà ký được chưa ta? Bọc bự quá. Bọc bự quá, mua ít bọc bự quá. Nhiên ký. 20 lần chơi. Ăn đi cho nó. Để ở đây chạy đâu có sao đâu, để đi. Rồi, 10 ngàn. Ăn cho bà 1 ký hay gì? Ừ. Rồi, tám cảm ơn luôn. Chắc này trời mưa lâm râm nữa, Tuyết phải dương dù nữa nè. Mình phục vụ bà con tận tình luôn. Trời mưa cũng bán nữa. Bà con yêu cầu là cứ bán. Chị Hai lại nữa kìa, chắc chị Hai mua nữa quá. Mua nữa hay vậy? Mua nữa. Mua nữa. Dâu ngọt. Không, dâu cái này ngon thiệt. Nguyễn chợ Long Xuyên được có 2 chủ có. Ngài bọc cạnh. Trời. Rồi em cảm ơn luôn. Em căng giác giác em chịu hao luôn.
2 kg rồi chị đó. 2 kg hả? Chưa đâu. 2 kg thêm đi. Chưa đủ đâu. Đó một tuần thì bà thấy khỏi cái cây. À đó một tuần dưỡng dưỡng. À chắc đủ rồi đâu rồi đó mẹ. Cái này đãi im lắm á Tài. Cái này dễ đãi. Chưa còn yếu nhiều lắm. Rồi chắc đủ rồi mày. Rồi này chắc được rồi. Rồi 2 cái bóp tính 2 kg. Rồi cảm ơn luôn. Ngọt. Chị Hai nãy giờ lấy 4 kg rồi đó. Chị Hai. Ngon á. Nó ngọt. Bán nè dâu nè Tức Em ơi. Dâu hả? Dâu ngọt ngay hả Tức Em? Ừ. Vì Hai thấy đã nãy giờ lấy 4 kg rồi đó. Ừ, ngọt ngay à. Cái này đổ mưa xuống rồi dâu ngọt. Ừ. Hỏi chị Bảy có ăn không? Chị Bảy với chị Sáu á Tức Em. Nói dâu ngon lắm, em điện nhiều ngoái rồi. Chắc chưa rồi thêm miếng nữa đi chị. Trái này sao? Dư. Đúng rồi, hơi dư rồi. Cảm ơn. Một ký nè. Như tiền hả chị? 20. Rồi chị cảm ơn luôn. Đứng vô cái dù nè con, mưa. Vô cái dù nè. Lấy nhiêu? Con còn 30. Mua 30 ngàn luôn hả? Một ký 20, vậy là 1,5 kg hả? Đâu? Ừ đúng rồi, 1,5 kg. Nè nè nè, hốt vô đi đi con. Cắm cái vịnh bọc nè. 10 ngàn hả? Mới bể bọc nè thấy không? Nè 10 ngàn nữa ký. Nước này mưa có tới hù luôn nè. Hốc mình mạnh vô cái tí. Sợ dâu đau hả? Nữa đây con, chưa đủ đâu, nữa đi, thêm miếng nữa đi. Chưa, để tắm để lên thử coi. Mua xuống dâu ngọt đây. Ừ, dâu ngọt. À, đúng rồi con ơi, được rồi con ơi. Thêm vài trái nè, cây nè. Rồi đó, cảm ơn luôn. Để mưa cho bác đây. Thôi ăn ký 2 luôn rồi. Tại cái bọng nó bự. Dâu ngọt ngay à. Rồi. Rồi, ta cảm ơn. Dạ. 10 ngàn hả con? Dạ. Đi đâu chiều sáng chiều giờ
Nói chuyện với chị từ quê vậy đó hả? Ở nhà mà không thấy chị đi về nhà. Mẹ con mời nhà nè. Rồi, rồi tao cảm ơn luôn. Hôm qua mưa đó, bán không kịp đó, thôi là hôm qua hết rồi. Bán rồi chiều hôm qua mà mưa rồi chạy đó. Chắc mưa con ở đây mà. Lúc chăn dạng á. Hôm qua con về con làm hành tiếp mẹ lấy chị đó. Vậy hả? Ờ cậu Sáu đưa đỏ đi, sáng nay mẹ mới có công việc. Sắt là thịt cục. Sắt đi chị ơi cho nó ăn lẹ chị. Ngày mai mẹ rảnh mẹ đưa đi. Cậu vô học rồi đó hả? Nó học qua rồi. Vậy hả? Ở dưới học sớm lắm, sớm hơn tháng. Buộc hai chùm của tỏi nha con. Lâm kia con mới mua sách vở. Của mình là cuối tháng này nó mới học, còn của Su với là nó học sớm một tháng á. Tại nó nhiều môn hơn. Nó có vi tính luôn rồi. Là học máy tính luôn không? Ừ, học máy tính hồi năm rồi, lớp 1 là học rồi. Sao được chưa con? Nhiều cái ta? 20. Bữa đầy bọc đi nhiêu tính nhiêu. Con ngồi đó, vô đây con. Ra đây đi chị, em đút cho nó ăn cho lẹ. Trễ giờ. Mà sao bằng nước con uống nha. Chị cho chai nước tương, nó ưa nước tương đó chị. Nước tương nước á. Rồi. Nhìn luôn đi. Chí 2. Chí 2 phải không? 24 ngày. Ừ đúng rồi, 24 ngày. Rồi tiền vô. Tự hối giùm đi Lan Anh. Kêu bỏ tiền cái tự hối giùm đi. Về tự biên tự diễn luôn. Ừ. Ôm đi chàng. Nè 50 ngày nè nha. Ôm con ấy. Con ôm con gấu hả? Ừ rồi. Em chút chờ con ngủ. Xong. Ờ, cảm ơn nha Lan Anh. Ôm ngủ nha. Để con ngủ biết rồi. Qua nay ăn chân hả? Ăn đồ ăn để đó mà. À, hôm qua là để đám bằng cần hả? Hôm qua 13 kg để đám bằng cần còn tổng ký. À, ông bà dâu này có nghe. Ngon. Hôm nay mua về chị hả? Chưa. Từng từng thứ mấy rồi? Từng thứ tư rồi. Rồi cho dắt giác luôn á. 10.000. Rồi cảm ơn luôn. Còn nhiều hết rồi. Ăn khóc sớm. Ăn ký luôn đi chị. Ký luôn hả? Để lấy cái kéo cắt bớt ba cái gâu đi. Gâu kỳ quá. Kéo đâu chị cho mượn nha chị. Bằng này nè, đây nè. Nó âm tầm quá. Nó bọc nó lùm xùm lùm xùm. Ký nhiêu đâu cả. Mà coi nó được. Ngày chưa tới lại trả gì rồi. Ừ. Mấy cái bớt đi. Tại nó rụng chứ nó còn mấy cái cây này. Lấy sơ sơ đi căng giác giác cho. Ở vậy, giác chút đi. Ừ. Ở đó là hết rồi. Nè, nguyên một cây vậy có một trái một.
nè, chữ hao luôn đó, chữ hao cây đó. Cắt bớt ra bỏ. Rồi, cảm ơn luôn. Còn ký dầu. Ký luôn ha. Đúng rồi. Mua đầy đủ. Còn cái này là ăn sáng nữa nè. Ăn gì đây? Rồi tới thôi. Ăn sáng ăn no. Ê, ngã xe. Học to dữ à. Cái này đổ mưa rồi, bởi vì dâu ngọt. Nè, nứt luôn. Ừ, nãy giờ ăn ngon ghê. Ngọt này. Cái này gần 700 gram rồi. Nhiều đây. Nhiều lấy nhiều hả? Tính 700 gram luôn đi ha. Cho nó chẳng đi. Cây 1 ký thì nó 20, cái kia thì trừ 300 gram 246, trừ ra 6 ngàn, còn 14 ngàn. Mười ngàn hả chú Năm? Mười ngàn. Cho mà nước mình mua ấu cho bà đãi cho bà được. Ấu mía được. Không, bây giờ nè, bây giờ ăn dâu được không? Được mà, bà hai ăn dâu được mà. Hai cắn con mới mua. À. Rồi, hai phải cắn với con. Ăn với con từ trái đây, giờ con rồi, cảm ơn chú Năm. Ha, hết dâu nè. À, nhiều 10 ngày ha. Cắn cho không ạ? Dạ. Cắn à. Nếu bà chỉ con. Ý nó bà không có răng đó. Thử người trẻ không ta? À, thử mà thử với người già. Tỷ này. Trời có cảm ơn chú. Cháo phái này nó được. Dạ, cái này nó cũng ngọt. Không, tôi ăn ngày qua rồi, tôi biết rồi. Nhiều ký. 20 mai rồi. Ô dạ một phật. Một bọc bọc này 20, bọc này 10.000 mà hai lấy một nè. Bọc nửa ký đi. Nửa ký ha. Rồi chị mua cái bọc 20 đi. Con lặt rồi cho nè. Cảm ơn hai. Cái này lặt cây con nhẹ ký dữ nè. Lặt. Lặt cho nó gọn á. Rồi để dành ăn đi. Đó ngày ăn mua 10 ngàn chắc không đủ đâu. Ngon. Dâu này ăn mất ngay. Rồi hết luôn quý bà cô chú ơi. Dạ, cô Liếc về cho tới gửi lời chúc sức khỏe đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ, Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.